chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Let's Laugh cùng cười với chúng tôi. Thưa quý vị, với Let's Laugh chúng tôi xin giới thiệu quý vị nghệ sĩ Quốc Tuấn. Mắc cười quá. Ủa? Không, em là bé sĩ thôi, chứ không phải là nghệ sĩ. Khoan chặt chém cái đã. Dạ. Thưa quý vị, ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Ủa, em là ca sĩ hả? Ca lẻ phải không? Ừ. Em nghe giao giá lẻ không ạ? Vậy hả? Mới vô là chặt chém liền thưa quý vị. Chương trình Let's Laugh đến với quý khán thính giả hàng tuần vào buổi tối ngày thứ tư vào lúc 6 giờ chiều giờ California cho đến 7 giờ tối. Mời quý vị cùng cười với chúng tôi để xả xì chét trong mỗi một ngày. Từ sáng đến giờ đó quá nhiều xì chét. Nhưng mà sao thấy muốn tính tươi quá vậy? Ai nói tươi, trời ơi, có người nào tôi buồn ngủ cái kìa. Anh nói sao vậy, anh nói sao mà xì chét, xì chét. Xì chét tại sao, lý do gì tại sao nè, nói ngay coi. Năm mới đáng lý là phải niềm vui mới đúng không? Nhưng mà năm mới tự nhiên khách hàng gọi nó: ồ anh chào nắng ơi, tháng này cho em nghỉ một tháng nha. Nghỉ một tháng rồi tháng sau chưa biết đi lại nữa hay không. Mấy tháng sau thì tự nhiên biến mất. Sự thật chính là sự thật. Bởi vì cho nên là trọng tháng rất là lo làm sao mà đi kiếm mối khác vô để kiếm tiền mà trả lương cho anh em mình phải không? Sao quý vị là anh em nghệ sĩ lúc nào cũng có chiếc sám ra để giúp cho quý vị vui. Thì quý vị mà có những khách hàng nào mà có những sản phẩm mới thì cần chúng tôi quảng cáo giùm thì hãy liên lạc với Trọng Thắng. Và hiện mọi chi tiết liên lạc Phùng Ngọc Huy quảng cáo. Quảng cáo 10 năm bán được chai gì kỳ vậy. Trời ơi, trời ơi, làm gì đó đi, làm gì thôi, đi thôi, anh xin lỗi. Người xin lỗi, đang nói anh chuyện thật lòng tự nhiên nhảy vô tấu hài liền nhảm nhí như nhảy tiếp, thôi nói tiếp rồi 2-3 vô. Nói chỗ nào quên. Đang nói khúc nào vậy? Em còn nhỏ quá mà trí thông minh của em đã biến. Đã biến dần theo năm tháng rồi hả? Nói khúc nào em quên rồi. Nói khúc nào em quên rồi. Cần quảng cáo. Cần quảng cáo thì gọi cho Phùng Ngọc Huy đó. Thôi để nói lại luôn nha. Quý vị, thực sự là anh em nghe sẻ chúng tôi lúc nào cũng mang tiếng cười đến cho quý vị. Thì hy vọng mà quý vị nào có những người bạn hay những gia đình có người thân. Cơ sở thương mại. Thì anh em nói luôn đi. Không, tao nhắc tôi. Nói không đi. Nhắc, tao nói không lưu loát bằng em. Nhưng mà anh nhắc quá, anh nhắc nhiều quá. Thôi không nhắc nữa. Không để gì nói lại từ đầu quên. Thôi đâu đi kìa, thôi. Trời mất thời giờ quá. Dạ. Nếu mà quý vị mà ai có những người có người thân hay là có cơ sở thương mại, bạn bè mà có cơ sở thương mại thì cũng muốn quảng báo, có muốn quảng cáo sản phẩm thì cứ liên lạc với anh Trọng Thắng. Và người của quảng cáo sản phẩm đó là nghệ sĩ Quốc Tuấn. Đúng rồi. Hôm nay là anh Quốc Tuấn sẽ quảng cáo cho một thương hiệu áo dài. Nên ông Quốc Tuấn hóa trang thành ông già Noel. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi quên. Trời, ông già Noel nó quá luôn. Quên. Em đang bị lẹo từng trước. Khoan, cười cái đã. Bây giờ Happy New Year đi. Trời ơi, thấy Tết không? Dạ, công chúc tân xuân. Dạ, hôm nay là ngày Tết. Ủa, không phải Tây. Hôm nay là ngày Tết Tây. Mà bận đồ ta kìa. Em mặc đồ ta. Mà khi mà đến mà Tết ta mặc đồ Tây. Đó, vậy nó mới lạ vậy đó. Dạ, cái này hồi nhỏ bị đẻ ngược phải không? Không, đẻ không xui. Không xui. Cho nên là thích ngược ngạo lắm. Ở đây thì có bà, có Janito này. Janito nói ông già dê trong vở tuồng Ngao Sọ Ốc Hến nhé. đúng quý vị, ngày xưa nếu mà Tuấn đóng Ngao Sọ Ốc Hến, Tuấn đóng vai gì nè? Quan Huyện. Không phải Ngao Sọ Ốc Hến. Thì theo em nghĩ thì anh Tuấn sẽ đóng vai con Ngao. Gì là Ngao? Ngao thì bói, Ngao là mù không nói. Ồ vậy hả? Tao đánh mày bây giờ nghe cho. Sao không nhắm tao mù hả? Mắt không được sáng thôi. Thật sự là em chưa coi tuần đó. Mày tuần là nói về gì anh? Cái hồi đó lúc mà ra trường đó, cái bài thi tốt nghiệp của anh đó là anh đóng vai Trùm Sò.
Ông trùm sò đó, bởi vì cái nó nghe cái tên là biết rồi. Nó trùm sò đó. Tại thường thường ta gọi kêu cái nhân vật đó thì ở ngoài hợp với tính tình vậy. Đó, đúng rồi đó. Cái tánh của anh ít khi mà bao người lắm mà người ta thích, anh thích người ta bao anh thôi à. Anh thích ăn của người thôi à. Mới mua đôi giày quý vị ơi, mới mua đôi giày. Trời. Ai nói là mua. Tao đi chôm nè. Trời ơi. Ok. Một tháng đi chôm rồi. Nhưng mà thầy chùm sò đâu có dê. Chùm sò không có dê hả? Bây giờ đòi mới về chùm sò dê. Quan huyện mới là dê. Nửa đêm quan huyện đi thám điền thổ. Còn nhớ không? Còn nhớ. Nó đùa cho những cái vợ kêu sọt hết á. Thì Tuấn nó là cái vở cổ truyền. Bởi vì cho nên là nhiều khi một cái đoàn hát á nó thiếu cái vai nào là Tuấn nhào vô vai đó. Không? Có lúc là lính cũ, lệ cũ, lệ bác nè. Có lúc là làm và chùm sò, có lúc thì thầy Bó Nghêu, có lúc thầy Lý, lúc ông Nguyễn. Nói chung là cái gì vai nào cũng chơi hết trơn á. Vai nào cũng chơi hết á. Chỉ nói là mình đa tài đó. Kẹt vai nó mới kêu em thôi. Không là nhờ em đa tài. Thì em tưởng là nó có vai nào anh cũng vô anh cũng dê người ta hết thì ta đóng vai nào. Sai nhân vật. Sai nhân vật. Sai. Ngô Tiến Minh nè, là một ca sĩ cũng có quay chương trình Yes Music. Đó, thì hôm nay nói là thầy dê kha kha. Quan huyện thầy dê, thầy lý ai cũng dê hết. Đúng rồi, thầy đề, thầy lý ai cũng dê hết đó. Trong cái vở thì dê là cái bản chất của con người mà. Đúng không? Ai mà không dê ốm o gầy mòn. Ồ vậy là ý nó là em ốm o gầy mòn. Em không có dê. Em dâm thôi em có dê. Trời ơi, cây cây đã. Lên đài mà nói vậy á. Đúng rồi. Thôi bây giờ năm mới nè, năm mới năm me. Không có câu sau nha. Năm mới năm me thì cũng chúc cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cùng với lại cùng cười với lại tất cả ba anh em chúng tôi. Ngày hôm nay DJ Hoàng Long thì là đi trà nghĩa rồi, đi trà. Không, rứt đầu sổ mũi. Rứt đầu sổ mũi cho nên là gọi điện thoại khò khè nhưng mà tuần sau lại lên show. Đúng rồi. Cà dĩa. Thì cà dĩa mà cũng có lúc đó anh em nói từ đừng có đụng được không? Trời ơi. Làm dữ vậy. Em cũng đang nghe mà đâu có phải đụng đâu. Mà đụng không cho. Phải thì em cũng đang nghe nè, anh cứ nói. Làm khó dữ vậy. Để em nói giùm nhờ. Nói đi. Hoàng Long á là tính lẽ là hôm nay là quay rồi nhưng mà tại vì cái lần trước thì mình gọi show gấp quá nên Hoàng Long phải mặc cái bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Thì khi đó thì anh không có chuẩn bị áo ấm thì anh bị cảm. Nên hôm nay là anh trách móc là ba người tại sao gọi cho anh gấp quá. Vì nguyên nhân đó anh nói là anh bệnh, anh không tham gia vào buổi tối ngày hôm nay. Trời ơi, khó tính dữ vậy đó hả? Diễn giả, gấp quá, gấp quá. Đến nỗi mà răng mà không đánh răng luôn mà. Trời ơi, sao em biết vậy? Trời ơi, đó thì... Em động nha. Sao em biết vậy? Tuần trước ngồi kế em mà. Ồ, có nghĩa là... một làn gió trắng. Thoáng. Bởi vậy cho nên là trời ơi, cái mặt mà không nám thì nó cũng đen sạm luôn. Không, còn mặt anh cũng vậy mà. Ai mặt ai? Anh cũng vậy. Không, mặt anh sáng chứ cưng. Ồ nha. Sáng hả? Sáng mà hồng đó là khác. Mà râu ria đâu sao mọc lẻ vậy? Ồ trời, chỉ một đêm thôi, một đêm suy nghĩ là râu ria mọc. Hồi xưa tao nói là ngủ tử tư, chỉ cần một đêm suy nghĩ về giận nước mà tóc bạc trắng luôn gì đó. Thì tôi cũng vậy đó, một đêm tôi mà tôi suy nghĩ cái vấn đề gì đó rồi râu tôi nó mọc ra. Nó dễ thương vậy đó nha. Vậy hả? Ủa anh mà cho em hỏi là ngủ tử tư là gì? Ngủ tử tư là gì? Ngủ tử tư là cái ông ở bên cái thời đó là thời bên Pháp nước, nước Việt. Bên Việt. Nước Việt. Họ có bên Trung Quốc. Ở bên Trung Quốc. Ngủ gì? Ngủ. Ngủ tử tư. Ngủ tử tư. Ông là ở bên Ngô. Bên Ngô Phù Sai. Ông là cha nuôi của Ngô Phù Sa chứ Phù Sai gì? Phù Sai. Trời ông nội ơi. Ông càng em nói ra là trình độ của dân lịch sử của ông không biết cái gì hết. Ông ít còn cái lương lắm nè. Không có cái lương. Em chỉ coi cãi nhau thôi. Trời ơi. Cãi lương coi là chuyện thường.
Trời ơi, cãi nhau bây giờ chuyện mới để người ta coi ở trên mạng, Facebook, phải không? Trời ơi, cho nên là bây giờ đó là có Facebook ở trên đây rồi là tha hồ mà coi. Ta nói có nhiều người phải gọi là bị nghiện Facebook luôn. Đúng rồi. Trời ơi, từ sáng sớm mở mắt lên một cái là lập Facebook liền. Không, cái đó là giống như là một cái thói quen. Nhưng mà thực sự là khi mà em biết được Facebook, em cũng thấy là nó cảm giác nó bị chiếm nhiều thời gian của em. Nhưng mà trong cái mà không có lợi, nó cũng có cái có lợi là mình biết được nhiều cái thông tin hiện tại như bây giờ. Có đó. Một số thông tin rất là chính xác. Thông tin chính xác. Và cũng có một số tin rất là không chính xác. Không chính xác. Gọi là gì? Gọi là tùm lum ta la. Tốt lại là tùm lum ta la, gọi là tào lao. Nhưng mà sự là em thấy đa số là phần đúng thì nhiều. Nói chung là có tại vì khi mà anh đưa ra một cái tin thì có người này vô sẽ bàn luận về cái điều này tôi thấy đúng, điều tôi thấy sai, và anh đọc những cái comment của người đó thì anh sẽ đúc kết được là đúng hay sai. Tại vì những người mà mắt yếu như anh thì không thể nào mà em nói chuyện được. Tại vì khi mà comment Facebook với mọi quý vị, anh cảm thấy làm nè. Mắc yếu người rồi. Người ta trả lời ảnh 10 tin, anh trả lời đúng 1 tin để anh đọc đủ kịp đó. Không phải, đáng lý là phải đeo kiến rồi. Nhưng mà sợ đó là con mắt đi ra ngoài đường được nhiều người ta khen là con mắt mơ quyền, cho nên là không có dám đeo kiến. Sợ đeo mọi kiến ta. Sao lúc nào tôi cũng bị như là đeo kiến hết mắt mơ quyền. Tôi cũng bị cái đám quần chúng này nó hành hạ tôi hoài vậy ta. Trời này nghe quen với bà. Cái bà gì? Bất tội ghê. Bác đó, bác đó. Bác của tôi mà, tôi nhớ cái câu đó. Cái đám quần chúng. Trời ơi. Nhưng mà ở đây nè, có người comment nè. Nói là hồi nãy Quốc Tuấn nói là một đêm suy nghĩ nhiều quá tóc bạc. Nhưng mà đầu bóng đèn đâu còn sợi tóc nữa đâu mà. Trời ơi, ai vậy? Trên đi tô. Trời ơi, hóa là Zenito nữa à. Nè, có người nói nè, ngủ tử tư có nghĩa là muốn ngủ chết nơi ngã tư. Trời ơi. Ngủ. Ngủ. Đi ngủ. Đi ngủ. Tử là tử, chết. À, chết. Tư là ngã tư. Cái tên đúng rồi. Cái tên tàu của ta hồi xưa mà. Này, cái người này là có kiến thức động nè. Đúng rồi. Kiến thức động. Nhưng mà kiến thức một lần là không giờ nhớ nữa. Cái này là Duy Tân nè, cái này là tôi cấp bằng luôn đó. Duy Tân. Duy Tân. Tôi xin trường đại học cấp bằng luôn á, trời ơi, đóng dấu ký tên luôn. Duy Tân, anh hận em. Duy Tân ơi, Duy Tân có thể nào mà dẫn anh Quốc Tuấn về nhà Duy Tân được không? Tại vì cái kiến thức của anh cũng hơi. Tự nhiên gã bán tôi về trời. Tại vì anh phải gặp Duy Tân để Duy Tân giải thích cho anh về cái kiến thức mới hiện tại bây giờ. Kiến thức anh là quá cũ rồi. Ồ vậy hả? Nhưng mà tôi là người cổ truyền, thấy không? Tôi biết sao tôi nói vậy thôi. Bạn thật chất là tôi mặc đồ cũng cổ truyền nè. Các bạn rồi đó coi. Trời tất tay mà tự nhiên mặc đồ tay là sao? Cổ truyền là gì? Cổ truyền là gì? Anh thử giải thích cho cổ truyền cho em nghe đi. Cổ là cổ, truyền là truyền, cổ truyền. Trời, cổ truyền nghĩa là cổ anh đeo dây chuyền gọi là cổ truyền. Đơn giản vậy thôi. Có gì đơn giản vậy thôi. Trời ơi, thích cái gì mà quá sao trời luôn. Lâu chết. Vậy mà nói văn hóa văn hóa rồi. Nói bên ngô, bên ngô, bên bắp gì tung tung gì. Ngô cảm giác mình bị sái hàm ghê. Khánh Loan nè. Khánh Loan ơi, Happy New Year. Anh Tuấn và... Ôi trời ơi, sao lại kêu Huy là học trò Huy của cô Khánh Loan là sao? Dạ đúng rồi, là một bộ phim đầu tiên của Phùng Hồng Huy mà tham gia, lần đầu tiên biết về phim ảnh là như thế nào. Thì đó là Phùng Hồng Huy quay bộ phim của đạo diễn Xuân Phước, phim Nữ Sinh. Thì Khánh Loan đóng vai không, Huy đóng vai Nữ Sinh. Không, anh Thắng nói sai. Huy đóng vai nam sinh, rồi thời gian qua Thái Lan mới trở về lại làm nữ sinh. Cái đó hợp đó. Hợp thời. Đúng thì cô Khánh Loan là cô giáo dạy cho Huy, mà dạy bên Thái Lan rồi chứ mà dạy Việt Nam. Dạ không mày bà. cái chuyện nữ sinh á là Phùng Huy là vai học sinh, thì Khánh Loan là vai là cô giáo trong trường đó. Có nhiều lần ngỏ ý
À, muốn yêu nhưng mà ngại không dám nói. Ôi trời ơi, trời ơi. Cô ơi, cái này là nghe sao giống mấy cái cuốn chuyện vợ nhà. Chuyện là cô giáo Thảo ghê. Trời ơi, gì kỳ vậy? Trời ơi, cái chuyện nó căng thẳng lắm rồi nha, không có được. Ơi, tôi thích cái chuyện đó. Vậy là phát hiện rồi. Coi là Huy, cái này là cái kiến thức mà vô trường học á, thầy dạy không có học mà lo ngồi đọc cô giáo Thảo. Ôi căng quá. Tháng mình nói cô giáo Thảo Huy nó không hiểu đâu, nó không biết đâu. Sao em biết? Em nó còn bé quá. Không sao em biết, em là người viết ra chuyện đó luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi kể chuyện cô giáo Thảo tôi nghe coi nè. Vào một đêm khuya. Vào một đêm khuya. Rồi làm sao nữa? Cô giáo nhìn vào trong một căn phòng nhỏ. Rồi làm sao nữa? Tối rồi mà tại sao vẫn còn mở đèn? Không biết rồi. Có học sinh nào ở trong lớp không? Đó. Cô giáo mới lén lén hấp dẫn, nhìn nhìn vô, nhìn vô. Nhìn lại. Nhìn qua. Cô giáo đó. Sao vậy? Gì? Học sinh quên tắt đèn. Cô giáo vô tắt đèn hết chuyện. Trời ơi. Hay quá. Cô giáo Thảo này dễ thương ghê. Hay quá. Cô giáo Thảo này cũng không biết cô cái giáo Thảo gì đó. Cô giáo Hằng hay là lại. Trời ơi, giáo Thảo là phải nhìn qua cửa sổ nè. Nhìn qua, thấy cậu học sinh thay đồ đó, cởi cái áo rồi, cởi cái gì nữa, cởi cái gì đây, ai biết đâu thì tả nó đó thôi. Rồi nhiều khi bị thất thố với quý vị không muốn nghe thôi, tôi không dám kể đâu. Bơm tự nhiên câu chuyện vô duyên quá. Cái chuyện mà lại nhắc là biến thành cô giáo Thảo. Tự nhiên cái chuyện lãng nhắc rồi cởi đồ ra. Rồi cởi đồ ra làm sao nè? Cởi đồ ra. Thôi đủ rồi. Bây giờ nói cô Khánh Loan nè. Cô Khánh Loan nói là đúng rồi, cô yêu em quá. Trời ơi. Anh Thắng và anh Tuấn nâng niu học trò Huy giúp giùm cho em nha. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô giáo. Em không biết nói gì hơn, em chỉ nói ba chữ thôi. Em yêu cô. Trời ơi, tình yêu loạn luân quá. Bây giờ em đã lớn rồi, em đã là người trưởng thành rồi. Em đã đủ lông đủ cánh rồi. Anh hiểu không? Bây giờ đã trưởng thành rồi. Vậy thưa cô giáo Thảo cô giáo Loan. Em đã bắt đầu yêu rồi đó. Cô tính sao đi nha cô. Nha, cô một khi cô qua nước Mỹ cô biết tay tôi à. Biết đâu chừng đó phải không cô? Biết đâu chừng cái người mà thầy đồ đó sẽ chiếm cô đó. Đây. Ủa sao tự nhiên cho biến tao thành đồ nữa, thầy đồ nữa rồi. Đây nè. Chứ thầy gì? Đây nè. Bên đây nè, Duy Tưng nói là anh Tuấn ơi, muốn che cái nóc nhà của anh đó, lần sau nhớ đồ cái khăn mà những người hầu đầu mà khỏi ai nói hết. Trời ơi, Duy Hay Tân, là... anh một lần nữa hận em. Đừng cúi xuống bị lộ. Đừng cúi xuống bị lộ. Không, mà cái đầu anh cúi xuống nhìn nhục thiệt anh. Cái gì mà nhục? Đúng gì? Tự nhiên em thấy ai cũng đâu cũng có tóc không, như thấy người anh không có tóc kỳ quá thì thấy tội cho anh thôi. Có, cái tóc cho nên cái chỗ này nó dời đi chỗ khác rồi cưng. À dời đâu? Dời xuống đâu anh hả? Cho nó dồn. Nó dồn xuống một cái chỗ mà mình không cần thiết nữa. Nó có mọc dữ quá, anh bận bội. À dồn cái chân phong. Rồi thôi cho này chân đi. Chân nào thông biết phong. Trời ơi, cô Khánh Loan đó là cô sẽ nhào qua liền kìa. Trời ơi, Loan ơi. Không, Loan của em. Loan của em. Lần bớt lại. Thảo bớt. Ơi, Thảo. Thảo ai rồi, giờ đâu ai Thảo đâu. Ờ, tự nhiên người ta Khánh Loan mà cứ kêu Thảo hoài kìa. Không, cái chuyện tình này phải là cô Khánh Thảo chứ. Không lẽ bây giờ cô bây giờ mình chuyển thành em thì gọi kỳ quá đúng không? Trời ơi, cái gọi đại đi. Khánh Loan, em hãy qua đi. Gặp anh liền đi. Trời ơi. Nhớ né anh Tuấn ra giùm anh cái. Mày giống thần Điêu Đại Hiệp quá. Cái này giống thần Điêu Đại Hiệp quá. Tiểu Long tự nhiên nhắc thần Điêu Đại Hiệp anh Tuấn. Tự nhiên em nhớ anh Tuấn nhìn giống giống con điêu ghê luôn anh. Em thiệt giống y chang luôn á. Ta mà là con điêu tôi mổ nào mày. Tự nhiên anh Thắng nói như vậy, em nhớ anh Tuấn y chang điêu luôn. Mặt này giờ nó còn chim điêu là sao? Con chim rồi. Tại vì anh Tuấn nói gì long long gì đó thì liên tưởng nó con chim điêu. Không có. Tại vì nãy giờ là nói bác cái vụ mà cô giáo
Trời ơi, Khánh Loan nói là cô là của riêng em. Trời ơi. Thôi giữ nha. Thắng rồi, hai đứa mình tạm giữ lại. Đi vô kia đi. Coi như ông này ông tỏ tình với cô giáo mà ông đi nha. Nếu mà nói thì làm liền đi. Bỏ vô liền không, đi. Ta nói gì thôi cho à, bỏ vô liền đi. Rồi gỡ micro. Bỏ vô đi rồi gỡ micro ra, gỡ micro vô cho Nelson ông chửi. Ảnh em đụng micro cái sạc sạc mới nói em nè. Sorry Nelson. Quá quá. Cái microphone nó rớt xuống kìa. Trời coi chừng nó rớt xuống khu cấm địa bây giờ đó.